Booker Osaka liên tục pressing trọng tài Glenn Nibbers. Cầu thủ người Anh to tiếng đến nỗi trợ lý trọng tài của một thành viên trong ban huấn luyện phải đến can ngăn anh tiếp xúc với ông vua áo đen người Thụy Điển. Huấn luyện viên Mikel Arteta thì mặt không một chút biến sắc, nhanh chóng tiến vào sân, bắt tay và kêu các học trò hãy mong chóng đi vào trong đường hầm. Còn trong khi đó, khán giả tại sân Emirates ngập tràn tiếng lao ó, Arsenal đã mất oan không chỉ một mà đến hai quả penalty, đặc biệt là tình huống Manuel Neuer đã tác động đến Bukayo Saka khiến anh ngã lăn trong vòng cấm địa. Khi đồng hồ trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, như vậy là sau gần 10 năm, pháo thủ thành London vẫn chưa có thể có lần đầu tiên giành chiến thắng trước hùng xám xứ Bavaria trong một trận đấu chính thức tại Champions League. Họ tưởng chừng như đã có cơ hội được phục thù nếu như không có những quyết định gây tranh cãi của vị trọng tài 35 tuổi. Liệu đoàn quân của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta có phải chăng đã quá ngây thơ trước một hùng xám già dở hay không? Có thể nói đúng là việc vắng mặt đã quá lâu tại đấu trường Champions League khiến cho Arsenal thiếu đi sự bản lĩnh và lạnh lùng khi cần thiết. Khi nhìn vào đội hình ra sân của huấn luyện viên Mikel Arteta đưa ra, ai cũng biết ngay cả bản thân vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng rất muốn thắng Bayern Munich, có lẽ còn nhiều hơn các học trò của mình. Sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, 10 cái tên gần như không thay đổi so với trận thắng 3-0 trước Brighton hồi cuối tuần. Chỉ có đúng một sự điều chỉnh nhỏ nhoi, đó là hành lang cánh trái không phải là Zinchenko mà là Kiwior. Còn về phía Bayern Munich, có thể thấy những gì họ đang làm ở thời điểm hiện tại đơn giản là không còn gì để mất. Họ gần như đã dương cờ trắng trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga trước Bayer Leverkusen và bị loại thẳng cẳng tại Cúp Quốc gia Đức. Thậm chí trước khi trận đấu này được diễn ra, còn lộ thêm thông tin nếu như đại diện nước Đức không thu về một kết quả có lợi trong chuyến hành quân tới sân Emirates, rất có thể huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ bị sa thải một cách ngay lập tức. Chính vì vậy, đội chủ sân Allianz Arena chỉ còn biết chiến đấu đến cọng dây chằng cuối cùng mà thôi. Bộ đôi trung vệ không còn là Kim Min-jae và Darius Upamecano nữa, mà thay vào đó là Eric Dier và Matthijs de Ligt. Thủ quân Thomas Müller cũng không có tên trong danh sách đá chính, mà thay vào đó là Leroy Sané, còn trong khung gỗ dĩ nhiên vẫn phải là Manuel Neuer. Trước trận đấu này, Bayern Munich thậm chí còn là đội bóng được đánh giá ở thế cửa dưới, và quả nhiên, đúng thật là như vậy. Việc phải hành quân tới sân Emirates khiến họ bị cuốn theo lối chơi tấn công như vũ bão từ phía Arsenal ngay từ những phút đầu tiên. Hàng thủ của họ tỏ ra rời rạc, thi đấu như mơ ngủ, và dĩ nhiên, điều gì đến cũng đã phải đến. Chỉ sau khi bóng lăn được có 12 phút, Bukayo Saka đã xé lưới Manuel Neuer bằng một pha đi bóng cực kỳ lát léo, một pha cứa lòng đưa bóng sang phía góc xa khung thành cực kỳ sành điệu. Thậm chí trước khi Saka dứt điểm, nhiều người đã thấy rõ được bàn thắng chắc chắn sẽ đến cho đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta cùng các học trò, không thể nào khác được. Bàn thắng mở tỷ số của Saka không thể không nhắc tới công của Ben White với một đường truyền cực kỳ chuẩn chỉ. Bộ đôi nơi hành lang cánh phải của Arsenal đã khiến cho hàng thủ của Bayern Munich như gặp phải một cơn ác mộng. Trong trận đấu này, phần lớn các tình huống lên bóng của pháo thủ đều tập trung về phía cánh phải. Và bộ đôi này suýt chút nữa đã làm nên chuyện. Chỉ sau vài phút sau khi có được bàn mở tỷ số, cả hai đã tiếp tục tìm thấy nhau. Lần này, Ben White có cơ hội đối mặt với Manuel Neuer. Thế nhưng, vì Ben White chỉ là một hậu vệ nên cú sút của anh không thể làm khó được thủ thành người Đức. Arsenal khi đó đang cực kỳ thăng hoa, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta như thể muốn ăn tươi nuốt sống các cầu thủ đội khách. Cũng phải thôi, đã gần 10 năm rồi, họ không thể đánh bại được đối thủ đã làm nhục họ tới 3 lần với tỷ số 5-1 đầy ê chề. Và họ suýt chút nữa đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt, họ đang bay trên mặt đất. Cũng vì vậy mà đã khiến cho họ không giữ được sự bản lĩnh và tỉnh táo khi cần thiết, và sai số đã bắt đầu xảy ra. 6 phút sau, trong một tình huống truyền về của các cầu thủ bên phía Arsenal, người ta thấy Gabriel Magalhaes và David Raya không hiểu ý nhau. Thủ thành người Tây Ban Nha thì vội lao lên để đón lấy đường truyền về. Sau đó thì thủ thành này lại phải vội chạy ngược lùi về phía sau khung thành khi Gabriel đã đón được đường truyền. Còn cầu thủ người Brazil thì xử lý một cách cồng kềnh. Một đường truyền lên tuyến trên khiến cho các đồng đội của anh không thể đỡ được bóng. Leroy Sané đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát cho đoàn quân áo đen. Anh truyền bóng thông minh cho Leon Goretzka để cầu thủ người Đức kiến tạo cho Gabri gỡ hòa một đều. Ác mộng đã thực sự tới với các pháo thủ, họ thật sự rất sợ bóng ma từ 3 trận thua 1 năm trước đó hiện về. Còn Leroy Sané thì sau nhiều năm thi đấu tại Premier League trong màu áo Man City đã quá rõ Arsenal một khi lúng túng sẽ là như thế nào. Phút thứ 30, cầu thủ người Đức đi bóng mượt mà, khéo léo từ cánh phải xộc thẳng vào trung lộ, vượt qua một rừng các cầu thủ áo đỏ và buộc William Saliba phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay và chấm phạt đền, và Harry Kane tiếp tục thể hiện cái duyên của mình khi có được bàn thắng thứ 15 sau 20 trận đối đầu với đối thủ cùng thành phố một thời. Một trận đấu mà Bayern Munich đã chơi không hay, nhưng không ai ngờ rằng họ lại quá già dở và đã lật ngược được thế cờ trước một Arsenal quá nôn nóng và thiếu bản lĩnh như vậy. Đó chính là sự khác biệt của một ông lớn tại Champions League. Ở Premier League, Arsenal có thể đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng,
nhưng tại cúp C1, họ vẫn chỉ là một tập thể trẻ trung và vẫn còn bị át vía trước một trận đấu lớn. Thế nhưng, tập thể của Mikel Arteta luôn tràn đầy năng lượng và tinh thần chiến đấu. Suốt phần còn lại của trận đấu này, họ miệt mài tấn công. Nỗ lực đó suýt chút nữa đã được đền đáp ở phút thứ 64. Kai Havertz đã ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với De Ligt, nhưng trọng tài chính đã ngay lập tức nói không. Tuy nhiên, họ cũng không cần phải chờ đợi quá lâu, bởi chỉ hơn 10 phút sau, họ đã có được điều mình cần. Trong một thế trận bế tắc, huấn luyện viên Mikel Arteta buộc phải tung vào sân Leandro Trossard và Gabriel Jesus, và bộ đôi này đã không khiến cho vị chiến lược gia người Tây Ban Nha phải thất vọng. Gabriel Jesus đã có một tình huống đột phá giữa vòng vây của các cái bóng áo đen. Anh nhảy múa với trái bóng khiến cho hàng thủ của Bayern Munich phải rối loạn, chệch nhịp. Sau đó, chuyền bóng thuận lợi cho Leandro Trossard ập vào giữa điểm một chạm cực kỳ hiểm hóc. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đối đầu này. Thế nhưng đó không phải là kết quả làm hài lòng các fan của pháo thủ. Những phút bù giờ của trận đấu, bằng chút năng lượng có sót lại, Bukayo Saka đạp số nhấn ga khéo léo vượt qua được Manuel Neuer. Thế nhưng, duy nhất chỉ có cái chân của cầu thủ người Anh là còn sót lại. Số 7 bên phía Arsenal đã ngã trong vòng cấm địa. Bảng điện tử hiện lên vẫn còn 30 giây nữa mới kết thúc. Nhiều người đã nín thở chờ xem VAR có xuất hiện hay không. Thế nhưng, sau đó chỉ là tiếng còi kết thúc trận đấu của ông vua áo đen người Thụy Điển và đi kèm với tiếng bình luận không có penalty từ các bình luận viên nhà đài. Bukayo Saka có lý do để phản ứng như những hình ảnh mà chúng ta đã thấy ở đầu trận. Cũng phải thôi, bởi anh là người chơi hay nhất trong trận đối đầu này khi đem về một bàn thắng và quẩy nát cánh trái của Bayern Munich. Thậm chí cầu thủ này đã có được những cơ hội để kết liễu được hùm xám xứ Bavaria. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị cướp mất bởi quyết định có phần gây tranh cãi của vị vua áo đen người Thụy Điển. Mạng xã hội lúc này cũng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Arsenal đã bị cướp oan, trắng trợn, không chỉ một mà đến hai quả phạt đền. Còn bên kia thì lại cho rằng Saka đáng lẽ có thể dứt điểm luôn khi trước mặt anh chỉ là khung thành rộng mở và cái chân phải của anh chỉ là chiêu trò để kiếm pen cho đội chủ nhà mà thôi. Và tranh cãi thì cứ mãi là tranh cãi thôi. Bukayo Saka không thể phủ nhận đã có một trận đấu hay và đầy nỗ lực trước hùng xám xứ Bavaria. Arsenal có thể ngay lúc này chưa thể thắng được Bayern Munich sau gần 10 năm, nhưng họ vẫn còn một lượt trận ở nước Đức để có thể thay đổi được tình thế. Về năng lực, cơ hội tiến vào bán kết Champions League của họ thậm chí còn sáng sủa hơn so với đội chủ sân Allianz Arena. Còn trong khi đó, Bayern Munich vẫn quá già dờ và bản lĩnh. Một trận hòa để rời khỏi Emirates có thể xem là chút may mắn và kỷ niệm đẹp cuối cùng có sót lại trong mối lương duyên giữa Thomas Tuchel và hùng xám xứ Bavaria.